Sử tượng gỗ hôm nay giới thiệu với các bác bức 12 con giáp chất liệu gỗ hương ta hàng ôm đá tự nhiên các bác nhé. Tác phẩm này siêu đẹp, siêu VIP luôn các bác nha. Đang đợi về nhà một bác nào hữu duyên về tác phẩm đầy ạ. Tác phẩm này có kích thước cao 86, ngang 76 và sâu 92. Bức này hàng ôm đá các bác nhé và nặng 87kg các bác nha. Em sẽ quay cận cảnh cho các bác ngắm kỹ tác phẩm này hơn ạ. Từng con giáp một cho các bác nhé. Đục siêu đẹp, siêu nét luôn đấy ạ. Các bạn có thể ngắm kỹ phần giáp và phần phôi gỗ phối hợp với nhau rất là hài hòa bức tượng các bác nha. Để siêu đẹp và siêu độc luôn đấy ạ. Một tác phẩm đẹp như này có bác nào ưng ý không ạ? Để ý nghĩa phong thủy rất là tốt các bác nhé. Ý nghĩa phong thủy vừa tốt mà lại còn đẹp và độc các bác nha. Một tác phẩm rất là giá trị. Để trong nhà, để trong gian phòng khách hay là gian công ty, cửa hàng thì đều đẹp hết các bác nhé. Mẫu 12 con giáp này thì độc quyền chỉ nhà em đục có thôi các bác nhé. Vì siêu đẹp luôn các bác nha. Để vào trong nhà cứ phải gọi là quá là đẳng cấp luôn các bác nhé. Ý nghĩa phong thủy thì cực kỳ tốt. Nên là các bác đừng suy nghĩ làm gì ạ. Hãy gọi điện ngay cho em nha. Nhắn tin Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết hơn. Hoặc gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn. Hiện tại thì tác phẩm 12 con giáp này đang được trưng bày tại cửa hàng các bác nha. Bức này là mã 01 các bác nhé. Có giá bán là 25 triệu. Bác nào ưu tiên, bác nào chốt bức này thì có thể gọi điện trực tiếp cho em luôn nha. Xem xong video các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Xưởng Tượng Gỗ để cập nhật video quay sản phẩm Full HD bên em các bác nhé. Một tác phẩm có tầm đang đợi một tác giả có tâm đây các bác ơi. Nhanh tay gọi điện cho em nha. Xin chào các bác ạ.